Rồi tiếp theo nữa có một cái phần tư duy doanh nhân nữa, đấy là chúng ta đằng nào cũng nghĩ thì hãy nghĩ lớn này. Ông Donald Trump ông bảo đằng nào cũng nghĩ thì hãy nghĩ lớn này. Nên hãy nhìn xung quanh chúng ta xem có cơ hội nào nó kiếm được triệu đô thì làm. Đằng nào chúng ta cũng tư duy chúng ta phải kiếm 100 triệu, kiếm 200 triệu, kiếm 1 tỷ, kiếm 2 tỷ. Thì thôi cứ tư duy kiếm 10 tỷ, kiếm 20 tỷ đi, kiếm triệu đô đi. Nó cũng không quá khác biệt đâu mà các bạn. Nó nằm ở phần tư duy của chúng ta, nó không quá khác biệt đâu. Nếu mà bạn nào ở đây đã đọc quyển Từ Tốt Đến Vĩ Đại rồi thì sẽ hiểu là tốt với vĩ đại nó nằm ở trong cái phần tư duy của chúng ta. Chúng ta muốn nó vĩ đại thì chúng ta sẽ hành động theo cách vĩ đại, và cái nỗ lực để mà chúng ta làm tốt và nỗ lực để làm vĩ đại nó cũng xem nhau thôi, nó chỉ khác nhau định hướng ban đầu thôi. Nên là nhiều bạn bây giờ kiếm 10 triệu cũng thấy vất vả, mà các bạn kiếm 100 triệu cũng cũng thấy vất vả. Thì theo các bạn thì có phải là kiếm 100 triệu nó vất vả gấp 10 lần kiếm kiếm 10 triệu không các bạn? Có phải không các bạn? Hay là nó chỉ khác nhau ở mặt tư duy thôi? Nó khác nhau ở mặt tư duy thôi. Nó khác nhau ở cái việc mà mình đặt mục tiêu ban đầu thôi. Đấy, cho nên là tư duy doanh nhân ở đây là đằng nào cũng phải nghĩ thì hãy nghĩ lớn. Thì có một cái phần này mà các bạn cần phải làm. Đấy là gọi là sổ triệu đô. Sổ triệu đô. Tức là chúng ta luôn nhìn ở trong trong cuộc sống của chúng ta, xung quanh chúng ta nó có những cái vấn đề gì. Vấn đề gì của những người xung quanh chúng ta mà chúng ta kiếm được tiền. Đây nhá. Cái này là chúng ta phải làm thường xuyên này. Chúng ta phải có tư duy này thì mới 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 kiếm được tiền này. Đấy nhá, các bạn sẽ làm cái sổ triệu đô như này nhá. Tức cái này là các bạn sẽ điền thường xuyên vào nhá. Cứ nhìn xung quanh mình đang có cái vấn đề gì thì các bạn hãy ghi xuống. Cột đầu tiên là cột vấn đề này. Cột thứ hai là cột giải pháp. Cột thứ ba là cột lợi nhuận sản phẩm. Cột thứ tư là số sản phẩm để đạt được triệu đô. Bây giờ ví dụ như vấn đề Đức thấy là người ta đang rất là băn khoăn về, rất nhiều người đang gặp cái vấn đề mà con hư. Rồi, bố mẹ kiếm được nhiều tiền nhưng mà không nói được con. Thì giải pháp ở đây có thể là mình tạo ra khóa học cho con hoặc tạo ra khóa học cho bố mẹ. Ví dụ như mình bán cho khóa học cho con thì 1 triệu một khóa. Thì mình cần phải bán cho 2.000, 23.000 nghìn đứa trẻ. Đấy, có 23.000 học viên thì nó mới đạt được triệu đô. Đấy, nhưng bây giờ nếu mà bán khóa học cho bố mẹ thì bán 10 triệu một khóa. Thì chỉ có 2.300 người là đạt mục tiêu. Thì khi mà mình ghi ra thì mình thấy con số nào dễ đạt hơn các bạn, thấy phương án nào dễ triển khai hơn. Thì thấy phương án là làm khóa học cho bố mẹ thì dễ hơn đúng không? Rồi tiếp theo cái ví dụ mình thấy ở xung quanh mình vấn đề ví dụ như là đau khớp chẳng hạn. Thì có thể là tạo ra viên uống. Đấy thì mình bán 300 một cái sản phẩm như này. 300 nghìn một cái sản phẩm như này. Thì mình cần phải bán tầm khoảng khoảng cho khoảng 80.000 khách hàng. 80.000 sản phẩm thì là đạt triệu đô. Đấy, còn có thể là mình tạo ra thuốc lá nam thì bán 46.000, tạo ra cao xoa bóp thì bán 23.000. Đấy, tương tự như các vấn đề khác, ví dụ là muốn có người yêu này, khóa học tình yêu này. Đấy thì sau này chúng ta sẽ lập một cái hệ thống lên như này nhá. Lúc nào chúng ta nhìn xung quanh chúng ta cũng xem là người khác người ta đang phàn nàn về cái vấn đề gì, người ta đang kêu ca vấn đề gì, người ta đang gặp vấn đề ở cái lĩnh vực nào trong cuộc sống thì chúng ta ghi hết vào cái cột vấn đề ở đây. Cho nên là khi chúng ta thấy vấn đề của người khác ấy, thì chúng ta vui hay buồn các bạn? Thường nếu như mà không có tư duy kinh doanh ấy thì là thấy vấn đề của người khác thì nhiều khi là đồng cảm với họ luôn đúng không? Họ thì buồn 10, xong đó họ kể câu chuyện buồn của họ cho mình ấy, xong mình nghe xong thì mình cũng buồn 7 8 phần giống như họ ấy. Thì bây giờ thì thay vì chúng ta buồn giống như họ ấy, thì khi thấy vấn đề của họ ấy, chúng ta hiểu, chúng ta thấy rất là vui là cảm ơn bạn đã cung cấp cho tôi một cái ý tưởng để tôi tạo nên sản phẩm. Đấy thì cứ nhìn thấy vấn đề của người khác là thấy vui thôi thì cuộc sống thì nó sẽ tích cực hơn. Là làm thử tìm nhìn nhận xung quanh mình là ba vấn đề trước. Sau đó các bạn ghi xuống giải pháp, sau đó các bạn nghĩ ra sản phẩm và sau đó các bạn sẽ tính cái số lượng sản phẩm mình cần bán để đạt triệu đô nhé.
Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.